Xin chào tất cả các bạn đến với Học Online. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cover tác phẩm Nổi Gió Rồi, một tác phẩm nhạc hoa rất là hay, được các bạn yêu cầu trong thời gian qua ha. Rồi về cái bài đàn mẫu thì các bạn lên kênh YouTube của mình ha, các bạn tìm bài Nổi Gió Rồi để các bạn nghe qua, nên mình sẽ không đàn mẫu nữa nhé. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn vô bài cho các bạn luôn để tiết kiệm thời gian cho các bạn ha. Rồi bài này tông gốc của nó là có 6 dấu thăng các bạn ha. Thì những bạn mà mới tập đàn mới tập chơi đó thì rất là khó khăn ha, nên mình đã dịch giọng về một dấu thăng thôi, là pha thăng này, để các bạn đàn dễ hơn. Rồi bây giờ các bạn nhìn vô tay phải các bạn là đàn luôn nhé. Rồi bốn nốt móc đôi là một phách các bạn ha, các bạn chú ý nè. Fa son la si re si, fa son la si re si la si son la fa son re, fa son la si re si. Fa son la si, re si la si son la fa son re. Đó, rồi các bạn thấy dấu hai chấm không? Lặp lại thì lặp lại một lần nữa. Re si. Fa son la si, re si la si son la fa son re, fa son la si, re si. Mi si la. Rồi qua lần hai các bạn nhìn này. Mi si la mi si mi la si mi. Rồi các bạn nào nè, thì cái tay cho các bạn nè, đó sẽ sắp xếp rải trong một quãng tám. Rồi các bạn rải nè. Mi si la mi si mi la si mi hai. Đó, như vậy là các bạn đã tập xong được câu intro ha. Rồi bây giờ tay trái các bạn đàn ha, tay trái này hợp âm đô trưởng ha, các bạn cứ rải 1 5 8 cho mình. Đô trưởng là đô mi son, các bạn rải là đô son đô. Rồi rê trưởng các bạn rải rê la rê. Đó, rồi si thứ các bạn rải si fa thăng si. Đó, các bạn là tới có dấu liên quan tới dấu hóa trong bài thì các bạn đàn thăng lên, ví dụ fa thăng thì các bạn đàn thăng á. Si thứ các bạn rải si fa si. Mi thứ các bạn rải mi si mi. Rồi trở về vòng hợp âm lại là đô son đô đô trưởng rê trưởng rê la rê, rải 1 5 8 các bạn nhé. Đó, tương tự si qua mi thứ. Rồi bây giờ mình sẽ ghép trầm các bạn tập theo nha. Fa son la si rê si, fa son la si rê si la si son la fa son re, fa son la si rê si, fa son la si rê si la si son la fa son re. Lặp lại fa son la si rê si, fa son la si rê si la si son la fa son re, fa son la si rê si. Qua lần hai các bạn ha. Mi si la mi si mi la si mi. À, cái nốt trắng cuối cùng các bạn nhấn cả ba nốt của tay trái ha. Rồi mình đàn lại phần lần hai này. Mi si la mi si mi la si mi hai. Đó, như vậy là các bạn đã xong được câu intro ha. Thì tập bất cứ bài gì thì các bạn cũng tập cho mình được câu intro nhé. Đã để tạo cho mình cái hứng thú để mình đàn cái phần tiếp theo nhá. Đừng có tập tràn lan này, các bạn vấp nhiều các bạn sẽ mau nản ha. Rồi tiếp tục vào phần sau ha. Về cái phần mà những bạn mà muốn học các phương pháp mà rải tay trái á, theo hợp âm đó, thì các bạn có thể tham khảo mua cái quyển này ha. Đó, giáo trình 30 ngày từ học piano cover solo và các mẫu đềm hát nè. Đó, trong này thì có 14 mẫu rải. Trước tiên là các bạn sẽ học phần hợp âm. Đó, học phần hợp âm, những hợp âm cơ bản hay gặp nè, có phần hình ảnh để các bạn dễ hiểu ha. Đó, các bạn có thể nhìn vào nè. Đó, sách này thì dành cho người đã có cơ bản, các bạn đã học qua giáo trình Method Pro hoặc các bạn chưa học hợp âm thì các bạn cũng có thể học quyển này. Đó, được các thế bấm đảo nè, hợp âm rải nè. Đó, các bạn thấy không? Sau đó là 14 kiểu rải ballad piano. Đó là ballad piano là kiểu đàn thông dụng nhất các bạn ha, là dòng nhạc trẻ phổ biến đó. Đó.
Đó, đây là các bạn thấy các mẫu rải từ cơ bản tới nâng cao để các bạn áp dụng đàn một bài theo điệu ballad bất kỳ. Hơn ngoài điệu, trong đó có một số bài tập thực hành là các bạn đó, ví dụ minh họa. Đó, có soạn cả hai phần để các bạn dễ dàng nhìn và tập. Ngoài điệu ballad ra thì còn những điệu thông dụng như là điệu van, điệu slow rock, rồi rumba, đó, điệu tango, điệu phóc, đó. Các bạn đều có thể đã học được solo và các mẫu đềm hát trong quyển này luôn ha. Đó. Các bạn mua sách thì có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình hoặc là nhấp vào link ở mình để ở dưới trang web để các bạn vào đặt mua ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ vào phần tiếp theo ha. Rồi các bạn nhìn vào tay phải ha. La son la son la si re si la son la son la si la son re la son la son la si re si la son la hai đó. Rồi các bạn tập thêm một câu ở dưới luôn ha. La son la son la si la son mi si la son la son re si la son la son hai đó. Các bạn tập cho xong được hai câu đó ha. Rồi tay trái ha. Về cái phần đầu là giai điệu nhẹ nhàng nên các bạn sẽ đàn nhẹ nhàng cái đàn 158 cho mình. Khi nào vào phần ca trào thì các bạn rải 158 và 1585 thì chút nữa mình sẽ hướng dẫn sau ha. Các mẫu rải này thì đều có ở trong giáo trình hết nên các bạn có thể tham khảo và đàn nhiều mẫu rải hơn cho nó phong phú ha. Rồi bây giờ các bạn tập tay trái son trưởng 158 là son re son. Rồi si thứ bảy bát pha thăng, si thứ bảy cấu tạo của nó là các bạn ơi, đó si re pha thăng la đó. Khi các bạn rải si thứ bảy bát pha tức là các bạn đàn nốt ba, nốt bát thấp nhất là nốt pha thăng đó. Cách hướng dẫn bấm các thế đạo nó đều có trong giáo trình hết các bạn ha, các bạn có thể tham khảo để học cách bấm. Rồi tương tự re thứ bát pha thì các bạn đàn pha nè, pha re pha đó, các bạn nhớ thêm bấm đảo ha. Rồi về lại đô trưởng đô son đô 158 đó. Rồi hàng dưới la thứ 158 là mi la. Rồi re trưởng các bạn rải re la re. Rồi mi thứ các bạn rải mi si mi đó. Rồi đô trưởng đô son đô, re trưởng re la re. Rồi son các bạn rải son trưởng hết một câu đó. Rồi bây giờ mình sẽ ghép trầm các bạn theo dõi nha. La son la si re si la son la si la son re la son la son la si re si la son la hai son la si la son mi si la son la son re son la son. Đó rồi ghép lại lần nữa ha. Rồi, đó là mình đàn cái kiểu đơn giản nhất. Đó, là các bạn đàn ở giữ. Rồi bây giờ đàn kiểu thứ hai thì các bạn có thể đàn rải lên. Rồi các bạn đàn lên như thế này. Đó, các bạn đàn như thế này đều được. Rồi, bây giờ mình đàn mẫu thứ hai này các bạn theo dõi để các bạn có thể đàn kiểu khác. La, son la, son la, si, re, si. Si la à quên mình đàn lại nhé. La son la son la si la son la son la si la son re la son la si la son la hai la son la son la si la son mi si la son la son si la son la son re
si la son la son. À, như vậy là các bạn có thể đàn hai kiểu khác nhau, hoặc các bạn đàn được nhiều kiểu lắm mà, như thế này nữa nè. Đó, thì trong giáo trình nó đều có các mẫu rải từ cơ bản cho tới nâng cao, thì các bạn có thể tham khảo để đàn phong phú hơn cho bài nhạc của mình ha. Rồi bây giờ vô phần tiếp theo. Rồi vô phần cao trào các bạn nè. Son la si son mi re mi, son fa mi fa, fa mi fa si fa son. À, đọc nhầm nốt. Son la son fa mi re mi re mi re mi re mi re la re si. Hai tiếp. Son la si son mi re mi, son fa mi fa, fa mi fa si son la son fa mi re mi si si re mi si si re mi. 2 3 4. À, chỗ đó nốt cao quá các bạn ha, tới nốt si lên cao ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ tập tay trái ha, các bạn cứ 1 5 8 cho mình ha, 1 5 8 tiếp. Bài này nó sử dụng những hợp âm lặp đi lặp lại các bạn ha, gọi là vòng hợp âm nè. Đô, phần điệp khúc này thì một vòng hợp âm này thôi, đô trưởng, đô son đô. Đó, điệp khúc thì các bạn đàn nhé, cao trào hơn thì các bạn đàn 1 5 8 5. Rồi rê trưởng, rê la, si thứ, si fa, mi thứ, mi, si. Rồi lặp lại tiếp, đô, rê, đô trưởng, rê trưởng, rê, la, son. Đó, khi mà kết thúc một câu thì các bạn dùng kiểu đàn này. 1, 5, 8, 5, 10, đó, thì cũng là các nốt trong hợp âm các bạn ha. Rê, son, rê, son, rê, si, rê, son, rê. Đó, để tạo cái sự liên tiếp kết nối với nhau. Rồi, mình sẽ đàn từ son, la, si, son, mi nè. Son, la, si, son, mi, rê, mi. Son, fa, mi, fa. Fa, mi, fa. Đó, rồi đàn lại lần nữa nè. Son, la, si, son, mi, rê, mi. Son, fa. Mi fa, fa mi fa, si son la son fa mi re, mi re mi, re mi re mi re la re si. 2 son la si son mi re mi, son fa mi fa, fa mi fa, si son la son fa mi. Các bạn tập tới đó. Rồi bây giờ tập tiếp theo. Son la si mi re mi re. Rồi tập phần tiếp theo cho thầy ha. Rồi các bạn tập phần tiếp theo cho mình ha. Son la si mi re mi re mi re, la si mi re mi re mi re, si la son mi, son son la son mi, son si, đô si la, son la si mi re, mi re, la si mi re, mi re, si la son mi, son son. 2 3. Mi si la son mi, si la son mi, son son. Đó, tới đó thì người ta sẽ đềm vô cái câu intro ha. Nên là sẽ có nốt pha nó kèm theo nếu các bạn muốn đàn tiếp. Đó các bạn ạ. À, các con nốt pha. Các bạn đàn 2 nốt cũng được, giống như mình ghi nè. Đó. Rồi, bây giờ các bạn sẽ tập hợp âm. Đó, hợp âm vẫn vòng hợp âm như vậy, như cũ như các bạn ha, không thay đổi nè. Đô trưởng, rê, si thứ. Đó, lặp lại tiếp. Đô, rê,
trang ha. À, nên các bạn chỉ cần tập thuộc cái vòng hợp âm là các bạn sẽ nhớ đàn được bài này rất là dễ ha. Đó, phần tiết tấu thì nó hơi khó nhưng cái vòng hợp âm rất là dễ nhớ nhé. Rồi bây giờ các bạn sẽ ghép từ phần. Rồi, rồi mình đàn từ hợp âm mi cuối cùng nè. Thì các bạn rải như thế này nè. Đó, các bạn rải như vậy ha, để tạo cái sự nối tiếp liên tục. Mi 2, 3, son, la, si, mi, re, mi, re, mi, re, la, si, mi, re, mi, re, mi, re, si, la, son, mi, son, son, la, son, mi, son, si, do, si, la, si, la, son, la, si, mi, re, mi, re, mi, re, la, si, mi, re, si, la, son, mi, si, la, son, mi, son, son. Mi, si, la, son, mi, si, la, son, mi, son. À, các bạn đàn lại câu intro như lúc đầu nên mình sẽ đàn luôn ha. Người ta giang tấu là người ta đàn lại câu intro đó các bạn ha. Intro có thể dùng làm giang tấu và dùng làm kết bài. Đó, thường người ta sẽ thử dùng như vậy. Nên mình sẽ đàn luôn nè. À, cái này thì người ta đàn một lần thôi. À, như vậy thì lặp lại mình sẽ không đàn nữa nha. Các bạn mở cái bài trên kênh YouTube của mình để các bạn nghe đàn mẫu từ đầu đến cuối. Rồi lặp lại, rồi phần kết bài, hai dòng cuối kết bài nè, người ta cũng đàn lại câu intro luôn. Nè, các bạn nhìn nè. Nó chỉ là chỉ khác một xíu thôi, mình sẽ đàn luôn ở chỗ khác thì mình sẽ hướng dẫn các bạn nè. Fa son la si, re si la si son la fa son re, fa son la si, re si. Fa son la si, re si la si son la fa son re. Đó, như vậy là người ta chỉ đàn tới đây rồi kéo dài giữ luôn ha. Như vậy là giống giống câu intro luôn. Đó. Rồi, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cover xong bài Nổi Gió rồi ha. Các bạn nhớ đăng ký kênh của mình ha để ủng hộ mình ra thêm các video hướng dẫn khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.